Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành 10 phút cho chương trình Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện gần 8 năm nay và Lào Cai được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện chương trình lớn của quốc gia. Với 36 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại đã đánh dấu sự đóng góp của cơ quan điều phối chương trình, văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai. Với vai trò giúp việc tham mưu cho ban chỉ đạo, cho các địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới, văn phòng điều phối đã giúp tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng quý, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành, tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phê duyệt, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức quản lý và triển khai thực hiện chương trình đúng quy định và hiệu quả. Ban chỉ đạo được thành lập từ tỉnh cho tới các xã, các ngành, các doanh nghiệp của tỉnh được phân công giúp đỡ từng xã, từng huyện đã tạo nên phong trào thi đua rộng khắp. Các ngành, các đơn vị được giao theo dõi, đánh giá, thẩm định các tiêu chí cùng với các cơ quan tham mưu giúp việc là Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, huyện. Cán bộ chuyên trách cấp xã tham mưu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của chương trình như chính sách phát triển sản xuất, chính sách làm đường giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ tín dụng được nhân dân các địa phương thực hiện hiệu quả. Đến nay thì chúng ta đã đạt được 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cao nhất so với các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Tiêu chí bình quân của chúng ta trước năm 2010 mới đạt 4 tiêu chí. Đến nay chúng ta đã đạt 10,08 tiêu chí để tăng hơn 6 tiêu chí so với năm 2010. Đây là những cái kết quả mà được Trung ương đánh giá rất cao. Chúng ta đã làm được trên 4.000 km đường giao thông thôn. Nếu không có chương trình xây dựng thôn mới này thì không thể thực hiện được bằng này km đường giao thông với nguồn kinh phí rất là lớn. Đạt được kết quả này là có sự đồng thuận của người dân. Sự vào cuộc người dân tham gia đóng góp, người dân bỏ công sức ra làm đường giao thông thôn. Xã Tân Dương, một trong 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Thời điểm này, các tiêu chí đã cơ bản hoàn thành và có những tiêu chí đã đạt ở mức 100%. Trước đó, địa phương này đăng ký về đích vào năm 2019. Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, văn phòng điều phối xét thấy địa phương này có nhiều tiêu chí đã đạt ở mức cao và có tính bền vững và hoàn toàn có thể về đích trong năm 2018. Vì vậy, văn phòng cùng với chính quyền cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cho từng tháng, từng quý. Các tiêu chí thuộc về nhà nước đầu tư đã được điều phối phù hợp, đảm bảo đủ nguồn lực, thực hiện đúng tiến độ. Phần tiêu chí thuộc về nhân dân tự thực hiện đã được chính quyền cơ sở tích cực vận động, tạo không khí thi đua sôi nổi với quyết tâm đưa Tân Dương về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của văn phòng điều phối của nông thôn mới của tỉnh, của huyện. Và trong cả quá trình làm thì thực hiện các nội dung thì chúng tôi có khó khăn thì chúng tôi thường xuyên báo cáo về văn phòng điều phối của tỉnh, của huyện để và các đồng chí cũng rất là nhiệt tình thường xuyên xuống kiểm tra đôn đốc giám sát các cái nội dung của xã đang thực hiện. Trước đây thì phần quy hoạch nó còn chậm, thì để thực hiện các công trình khác thì là phải có quy hoạch. Nhưng mà sau khi có ý kiến thì chúng tôi có ý kiến thì văn phòng giúp đỡ và quy hoạch đã được thực hiện và chúng tôi căn cứ vào quy hoạch để thực hiện các cái tiêu chí khác. Nổi bật trong việc giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới đó là việc vận dụng sáng tạo các cách thức dựa trên điều kiện đặc thù. Phân công các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách theo dõi đôn đốc các huyện, phân công 143 đồng chí lãnh đạo sở ban ngành và doanh nghiệp phụ trách giúp đỡ 143 xã xây dựng nông thôn mới. Việc tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và phong trào Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ việc phân công lãnh đạo giúp các xã xây dựng nông thôn mới, các sở ngành doanh nghiệp đã vận động ủng hộ hơn 600 tỷ đồng để đầu tư cho cơ sở. Nhận nhiệm vụ tại xã Bản Mế từ năm 2016, thì chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch rất cụ thể, chi tiết cùng với xã làm việc để thống nhất từ đầu năm những tiêu chí nào phải phấn đấu hoàn thành trong năm. Chính vì thế cho nên là từ năm 2016 thì mỗi hàng năm chúng tôi phấn đấu hoàn thành 2-3 tiêu chí. Đến giờ phút này, cơ bản xã Bản Mế đã gần như hoàn thành 19 tiêu chí một cách toàn diện. Phát triển đường giao thông nông thôn được xem là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế các địa phương.
Trong gần 8 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã làm mới được gần 5.000 km đường giao thông các cấp, bằng cả giai đoạn từ khi thành lập tỉnh đến năm 2010 cộng lại. Có đường, bộ mặt nông thôn đã có những đổi thay căn bản, nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Ước mơ được có con đường này thì được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư tuyến đường này là bộ mặt nông thôn nó sẽ khác hẳn, văn minh thêm rất nhiều. Quyết định 1076 ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý nghĩa lớn đối với sự bền vững của chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai. Lào Cai đã có riêng bộ tiêu chí đối với thôn nông thôn mới ở những xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và thôn kiểu mẫu đối với những xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đây là một giải pháp giúp cho các xã phấn đấu thi đua duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt với một số chỉ tiêu cơ bản là do nhân dân thực hiện như thu nhập, hộ nghèo, vệ sinh môi trường, chuồng trại hợp vệ sinh, đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, an ninh trật tự, không phát sinh các tai tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học, đặc biệt là phải có mô hình phát triển sản xuất hoặc liên kết sản xuất hoặc các làng nghề để nâng cao thu nhập. Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá, bộ tiêu chí này sẽ giúp cho chương trình xây dựng nông thôn mới của Lào Cai được thực hiện thực chất và bền vững. Mục tiêu của hai bộ tiêu chí này là để phát động những cái phong trào thi đua ngay trong nội bộ của từng xã cũng như là giữa các xã với nhau để tạo cái sự đồng thuận cao, hướng tới xây dựng cái xã nông thôn mới có chất lượng bền vững hơn. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu. Xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ nét, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Phong trào phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân được quan tâm triển khai rộng khắp và thu được kết quả rất to lớn. Cùng với đó, mạng lưới giao thông nông thôn phát triển toàn diện. Công tác giáo dục, văn hóa, y tế và vệ sinh nông thôn được chú trọng quan tâm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, an ninh trật tự nông thôn được tăng cường. Từ đó đã tạo bước đột phá làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn. 36 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã giúp Lào Cai trở thành địa phương đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới theo quy định của Trung ương. Tiêu chí bình quân trên một xã đạt 10,02 tiêu chí một xã, tăng 6,77% tiêu chí so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 18,32 triệu đồng một người một năm, tăng 10,88 triệu đồng một người một năm so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 29,51%, giảm 23,96% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,5%, tăng 30% so với năm 2010. Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục được nâng cấp và xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tại các vùng sâu vùng xa được đến trường. Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh thường xuyên phối hợp với huyện trong cái việc kiểm tra, đôn đốc, rồi tháo gỡ những khó khăn để huyện Mỏ Thắng hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch hàng năm. Để văn phòng nông thôn mới của tỉnh cũng đã phối hợp với văn phòng điều phối nông của huyện trong việc tập huấn cho cán bộ trong cái việc hướng dẫn để thực hiện nông thôn mới, nhất là cái việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí mới của tỉnh. Để làm nên thành công cho chương trình xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Sang năm 2019 và 2020 thì chúng tôi đang tiếp tục ban hành kế hoạch. Dự kiến là cuối tháng 10 này chúng tôi sẽ đi rà soát lại toàn bộ các cái xã đã đăng ký hoàn thành giai đoạn 2019-10. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ lựa chọn xem là giai đoạn năm 2019 có thể hoàn thành được 5 xã hay là 7 xã. Để chúng tôi tiếp tục trình Ủy ban tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch luôn. Và Trung ương giao chúng ta là ra đề đến năm 2020 thì các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc là phải đạt 28%. Thì chúng ta bây giờ đã đạt được 25% rồi. Báo cáo đấy mà sang năm 25 tương đương với 28% thì tương đương với 40 xã. Thì mà năm nay chúng ta mà đạt được 43 xã nữa thì tổng cộng 43 xã thì chúng ta vượt kế hoạch Trung ương giao. Trong những tháng còn lại của năm 2018, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ tại tất cả các xã và 100% các thôn xây dựng nông thôn mới. Các xã phải duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời phấn đấu đến hết năm 2018, mỗi huyện tăng bình quân ít nhất từ 2 đến 3 tiêu chí,
tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tiêu chí quy hoạch tại tất cả các xã. Đây là cơ sở để Lào Cai đạt mục tiêu có 50 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và huyện Bảo Thắng là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Chương trình Lào Cai xây dựng nông thôn mới đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.